Tiểu sử Cao Thị Lan, bà chùm xóm liều thanh nhàn khét tiếng Hà Nội. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Tại Hà Nội, xóm bụi hay xóm liều thanh nhàn là một địa điểm cực kỳ khét, bởi tại đây có rất nhiều anh chị xã hội sinh sống, cho nên hoạt động phi pháp diễn ra gần như ngang nhiên mà không sợ pháp luật. Trong xóm liều này, Cao Thị Lan được xem như là một bà chùm, chuyên phân phối cung cấp hàng cấm cho các dân chơi. Với rất nhiều đàn em dưới trướng cũng như cực kỳ gian xảo trong hoạt động, Bà chùm này đã qua mặt lực lượng công an trong rất nhiều năm. Tiểu sử Cao Thị Lan Vào những năm từ 90 đến 2004, xóm Liều Thanh Nhàn được xem như là một địa điểm đen tại Hà Nội, khi gần như tất cả các hoạt động phi pháp đều diễn ra tại đây, nhất là buôn bán hàng cấm. Trong đó bà chùm điều hành cả đường dây buôn bán hàng cấm tại xóm Liều này chính là Cao Thị Lan. Được biết Cao Thị Lan, bà chùm tổ chức bán lẻ hàng cấm ở xóm Bụi Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại từng có thời gian bán thịt lợn ở chợ mờ. 31 tuổi mới lấy chồng, lại lấy phải người chồng nghiện, sống ở xóm Bụi Thành Nhàn từ những năm 1985 sau khi người chồng mất đi. Đến năm 2002, Lan trở thành chùm tổ chức bán lẻ hàng cấm tại khu vực Thành Nhàn. Mỗi ngày có hàng nghìn đối tượng ra vào khu vực mua bán mai thúy của bọn Lan. Có lúc cao điểm gần trăm đối tượng đến một lúc, toàn bọn đang quá thèm thuốc nên chúng chèn lấn xô đẩy thậm chí chửi đánh nhau để được vào mua mai thúy trước. Lan thuê người làm bảng lương như trong nhà máy, xí nghiệp, cũng chấm công 3k một ngày, và hết ngày trả lương đầy đủ cho từng người. Nhiều hơn cả là những loại côn đồ, nhiều tiền án tiền sự để làm trần tốt thí, nghĩa là đứng ra bán hàng trực tiếp cho các con nghiện khác. Đệ tử của Lan lao động từ 50 đến 60 người, toàn bọn thấy hơi tiền là sáng mắt. Cao Thị Lan thu nạp được rất nhiều đệ tử không chỉ bởi uy quyền, mà còn ở sự rộng rãi tiền bạc, tính cách sòng phẳng trong ăn chia. Một đệ tử của Lan cũng bị kết án 20 năm tù giam trong đường dây kể lại. Do hoàn cảnh gia đình vỡ nợ, gia đình cô này phải dạt vào xóm liều thành nhàn để thuê một căn nhà, đúng hơn là một túp lều để ở. Gia cảnh khó khăn, lúc đó cô và gia đình cảm thấy Cao Thị Lan đúng như một bà tiên, cho tiền ăn hàng ngày, cho tiền thuê nhà, và bà Tiên ấy dụ luôn cả cô con gái út của gia đình vào đường dây mua bán hàng cấm của bà ta, vào chân đóng gói hàng cấm và mang ra ngoài bờ hồ cho đám chân dết bán cho dân nghiện. Mỗi ngày cô này được bà Trùm cho vài trăm nghìn tiền công. Ở thời điểm đó cũng khá nhiều cho một cô gái nhà nghèo. Nhắc đến Cao Thị Lan, mấy đệ tử chỉ duy nhất giận bà ta một điều là trong thời gian trước khi bị bắt, quá đắm đuối và tình yêu với một người đàn ông kém tuổi. Người đàn ông này chỉ nghiện cờ bạc nhiều khi thua bạc lại gọi người tình đến trả tiền. Mãi với chuyện tình mới này mà Lan quên cả những chuyện chăm lo cho đồng bọn và sự vụ mới bị lộ như sau này. Tuy nhiên, khi chúng tôi gửi hỏi, cao thị Lan vẫn một lòng bênh vực cho người tình. Lan bảo rằng cả hai chỉ đến với nhau bằng tình cảm. Bà ta chỉ giúp đỡ chuyện sinh hoạt và học hành cho những đứa con của người tình, chứ không hề đưa tiền cờ bạc. Có lẽ bà ta sợ, nếu thừa nhận chuyện cờ bạc của người tình bằng những đồng tiền buôn mai thúy, của mình sẽ ảnh hưởng chăng? Bởi ngay trong thời kỳ làm bà chùm thu nạp hàng chục, hàng trăm đệ tử, nhưng Cao Thị Lan rất quyết liệt trong việc ngăn cấm người tình dây dưa và việc mua bán mài thúy của mình. Trong sâu thẳm của người đàn bà này vẫn có một góc đầy áp tình cảm cho người đàn ông mình yêu thương. Nhưng có một điều làm Cao Thị Lan hơi chạy lòng, bởi từ khi bà ta bị bắt, niềm vui duy nhất và sự mong mỏi lớn nhất là được gặp người nhà vào thăm. Và lần nào cũng vậy, chỉ có hai cô con gái bé bỏng. Chứ bóng dáng người tình trẻ thì bật bóng chìm tầm cá. Tôi cảm thấy chuyện tình của Cao Thị Lan như một bong bóng xà phòng. Nếu không được thổi liên tục bằng tiền thì sẽ vỡ tàn ngay. Nhưng nhìn Lan vân vê những suy nghĩ của mình khi kể về chuyện người tình. Tôi không nỡ nói ra suy nghĩ của mình. Thôi thì đành cứ để bà ta sống với những hồi tưởng đẹp về người tình. Âu cũng là niềm hy vọng trong những ngày tháng chờ sự phán xét cuối cùng của pháp luật. Cao Thị Lan giải thích chuyện buôn bán mài thúy của mình là do hoàn cảnh chồng chết vì tai nạn giao thông, ba đứa con nhỏ dại, trong khi đó gia đình lại sống trong môi trường xóm bụi thanh nhàn, nơi thời đó mài thúy hoành hành. Từ chỗ mua bán lẻ, đồng tiền bất chính đã xui khiến người đàn bà này bước chân lên địa vị bà trùm ở khu vực tổ 63D phường Thanh Nhàn. Các hoạt động mua bán mài thúy ở đây diễn ra cực kỳ sôi động, chia khâu từ đóng gói, bán hàng, canh gác. Lan chỉ trực tiếp móc nối nguồn hàng từ các tỉnh Tây Bắc về bán và điều hành chung việc mua bán ở xóm bụi. Và cô cứ trượt dài cho đến khi tụ điểm mua bán hàng cấm này bị lực lượng công an triệt phá. Đó là vào ngày 21 tháng 10 năm 2004, Cao Thị Lan đã bị công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ vì liên quan đến đường dây mua bán mai thúy của Đào Hồng Mừng, Nhữ Thị Thành, Đào Thị Huế. Sau đó khoảng một tháng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về mai thúy đã điều tra xóa sổ đường dây bán mai thúy của Cao Thị Lan ở xóm Bụi Thành Nhàn. Sau đó bà chùm này đã bị tuyên án tử hình cho những tội ác mà mình đã gây ra. Lời hối hận muộn màng Ngày gặp nữ Trùm Cao Thị Lan tại trại giam T-16 sau 5 năm bị tạm giam và chờ thi hành án tử hình, tôi khá bất ngờ khi nữ chùm này già hẳn đi và sức khỏe yếu hơn do một số bệnh của người nhiều tuổi. Khi bị bắt, Cao Thị Lan luôn biết rằng việc mình làm là vi phạm pháp luật và khi bị bắt sẽ phải đối mặt với cái án cao nhất bà ta biết rõ hậu quả của việc làm phạm pháp của mình và bà ta cũng hiểu rằng chỉ có một con đường có thể giúp mình được sống đó là khai báo thành khẩn để nhận khoan hồng của pháp luật chính vì thế ngay khi bị bắt cao thị lan đã khai nhận rất thành khẩn về hành vi phạm tội của mình cao thị lan nghe tin dữ về đường dây của mình ở trong trại tạm giam tại hòa bình bà ta đã bị bắt thì việc đường dây bên ngoài bị xóa sổ cũng là đương nhiên nhưng điều khiến lan đau xót đến phát bệnh trong trại giam Chính là nghe tin đứa con trai út Nguyễn Đức Hùng bị bắt, với vai trò thay mẹ làm chùm đường dây. Ai bị bắt và đưa về Hà Nội khám xét. Khi cơ quan công an dẫn giải Lan ra, thì cháu Hùng mới đi học về. nép sau cánh cửa nhìn mẹ với ánh mắt xót xa, Lan chỉ kịp dặn con mỗi một câu. Mẹ đã thế này, nhưng con không được buồn nản, con phải cố gắng học hành để thành người nhớ chưa? Thế mà sau khi Lan bị bắt, các phó tướng không ai chịu phục ai lên làm chùm thay được Lan. Cuối cùng để duy trì đoàn kết nội bộ trong đường dây, chúng quyết định đẩy đưa con trai mới 15 tuổi, đang học lớp 11 của Lan lên làm chùm thay mẹ. Lúc đầu Hùng còn duy trì vừa học vừa điều hành, sau cậu ta bỏ luôn học để làm chọn vai trò của ông chùm con. Cao Thị Lan chưa bao giờ cho con cái được dính vào Mai thúy. Lan bảo, bà ta vẫn xác định bước vào nghề phạm pháp này không duy trì lâu dài được. Sẽ có một ngày tất cả đổ vỡ với cái án cao nhất. Đời Lan coi như thế là hết nhưng bà ta luôn mong muốn bà đứa con, đặc biệt đứa con trai duy nhất và út ít được ăn học, để cuộc đời sau này tốt đẹp hơn bố mẹ. Nào ngờ, ngay cả bây giờ khi đã mấy năm trôi qua, trước mặt chúng tôi, Lan vẫn vật vã vì cảm thấy có lỗi với đứa con trai. Dù bà ta không bao giờ và cũng không hề mong muốn, Hùng lao vào vết xe trượt của mẹ. Nhưng cái nghiệp cũ của mẹ vẫn vô tình vướng chân con. Giá như nó không sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mẹ là chủ mai thúy như Lan. Lúc đầu khi bị bắt, Hùng nhất định không khai báo. Là mẹ lại là người bị bắt trước. Cao Thị Lan hiểu rõ hơn hết phải làm gì để cứu mình. Tấm lòng người mẹ thương con dồn hết vào lá thư viết gửi cho con trai. Khuyên con hãy khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật. Các điều tra viên kể rằng, khi đọc lá thư viết cho con thấm đẫm nước mắt của người mẹ, Đức Hùng đã bật khóc. Thằng con trai, kẻ chung điều hành thay mẹ vốn lì lợm từ khi bị bắt, nay như đứa trẻ ôm bức thư của mẹ mà khóc. Nó vốn thương mẹ Làm chùm cũng chỉ vì nghĩ rằng thay mẹ Làm tiếp những việc mẹ đang làm dở dang Vì thế nghe lời khuyên của mẹ Nó đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn Với mức phạm tội của mình Hùng bị kết án 15 năm tù giam Và được thi hành án tại trại giam Thành Xuân Cao Thị Lan khoe với tôi về hai cô con gái lớn rất xinh xắn và ngoan ngoãn Bà ta cứ suy xoa vì quên không mang theo bức ảnh những đứa con của mình Sau ngày bị bắt Hai cô con gái cũng phải bỏ học rửa giang tìm công việc làm thêm để kiếm tiền nuôi thân và thăm nuôi mẹ với em trai. Cứ tháng tháng, hai cô gái như con thoi lên thăm mẹ, thăm em và đưa tin của hai người cho nhau. Lan bảo, nghĩ mà thường còn đứt ruột. Đứa út thì hàng chục năm nữa mới có điều kiện làm lại cuộc đời. Hai đứa con gái xinh đẹp, nhưng dù có nhiều người tìm hiểu, vẫn không dám nhận lời, bởi còn gánh nặng của gia đình. Lan là mẹ mà không lo được cho con, để con gái phải hy sinh cả hạnh phúc riêng tư cho mình nghĩ thấy có tội với các con. Suốt buổi làm việc, người đàn bà luôn lụy vì tình ấy khóc nhiều hơn cười. Ngày trước, Cao Thị Lan khá đẹp và phong độ. Giờ người đàn bà ấy tóc bạc gần hết. Khi bị bắt, Lan đã sám hối với các con, với cuộc đời bằng cách khai báo rất thành khẩn về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Từ lời khai rất quan trọng của Lan và một số bị can khác, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thêm được phần 2 của vụ án, bóc trần được vai trò của Trần Thị Thuận, tức Thuận Dê và 22 hai hai bị can khác. Cuối cùng Cao Thị Lan được giảm xuống trung thần để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trên đây là tiểu sử Cao Thị Lan, bà chùm xóm liều thanh nhàn khét tiếng Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.